Mới đây vào khoảng 17 giờ chiều ngày 9 tháng 6, người dân nhìn thấy một người đàn ông có biểu hiện không tỉnh táo, đi bộ xuống dưới gầm cầu Phú Long Mới thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12, đột nhiên lội bộ ra giữa dòng nước xoáy dưới sông Sài Gòn rồi bị nước cuốn mất tích. Qua xác minh, người đàn ông tên là Huỳnh Thanh Hoàng, 60 tuổi, ngụ Bình Dương, sau khi lội bộ xuống sông Sài Gòn ra giữa dòng nước xoáy rồi bị nước cuốn mất tích. Nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận 12 có mặt triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Tới hơn 20 giờ tối ngày 9 tháng 6, lực lượng cứu hộ cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang quần thảo khu vực sông Sài Gòn để tìm kiếm thi thể. Do vụ việc xảy ra khi trời tối, lại có mưa lớn kèm gió, nước sông Sài Gòn dâng cao khiến cho công tác tìm kiếm vô cùng khó khăn. Rất đông người nhà của ông Hoàng có mặt tại hiện trường. Được biết, ông Hoàng là anh trai của bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo người nhà cho biết, lâu nay ông Hoàng vẫn sống bình thường, cuộc sống không có chuyện gì bất ổn, nhưng không hiểu sao lại xảy ra vụ việc đau lòng này.